Rồi xin chào mọi người nha. Thì hôm nay em có một cái con máy hoàng về nha mọi người. Con này là con cá cỏ ha. Con này là của anh Chanh ở cầu Ba Miện, xã Mỹ Hội, Cao Lãnh, Đồng Tháp nè. Con này 1-2 là khách đặt hàng nhưng mà không có nhận cọc nha. Con này số tiền thu hộ là 1.340.000 đó. Khách không cọc thì lớn tuổi rồi ha. Thì cái số điện thoại em có quay ở trên đây luôn nha. 0918750715053. Bưu tá gọi liên hệ nhiều lần không nghe máy, và cả em gọi hàng chục cuộc vẫn không nghe máy ha. Rồi tốt nhất anh nên đừng mua hàng trên mạng để làm phiền tụi em đóng hàng ha. Giá rẻ rồi, đóng hàng rồi mà hàng anh còn đến nơi mà còn gọi điện không nghe máy nữa, mà nhận cọc thì bảo sao mất cọc này kia các kiểu, rồi không nhận cọc, rất là bực, rất là tức. Đóng hàng mất công rồi đó. Thằng nhỏ nè, nó phải ngồi soạn hàng và đóng hàng, nó đóng hàng tỉ mỉ như vậy ha. Tay ga bóp nha, cần này là cần tay ga bóp nha. Đây tay ga bóp nè, đó nó đóng hàng nè, phải bao bọc bao đồ lại kỹ càng đàng hoàng. Vậy mà thế nào nỡ lòng nào mà hàng đến thà nhận hàng luôn, xem hàng một cái ok không được khúc luôn ơi, hàng này không ưng ý trả về. Đây bộ tay ga bóp đây đó, không ưng ý rồi trả về. Còn đằng này thì anh không thèm để ý luôn, anh đặt coi như anh đặt xong rồi anh quên cái nhiệm vụ anh đặt luôn. Thì tốt nhất anh đừng có đặt ha, anh Chanh nha, em nói thẳng luôn ha. Ở đây anh em hoặc là mọi người mua hàng của em á, thà mít lòng trước đỡ mít lòng sau. Thà là không mua cũng được, mua ở đâu cũng được, xem cũng được, xem cho vui cũng được. Hôm nay em rất là bức xúc, mới sáng sớm thôi đã hoàn cái cục máy về, cái tiệm em chưa làm gì đã hoàn về rồi. Hoàn về biết cái lý do là gì không? Đặt hàng rồi đã trên YouTube đã quay cái đơn hàng đó, là nó là đã quay kỹ, đã nổ máy rồi đàng hoàng rồi. Đằng này gửi hàng đến từ múc ở em là múc ở Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận, mà gửi lên múc ở Đồng Tháp, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Đúng ra là cái đơn này là có một bác ở Tiền Giang nè, là bác lấy rồi nè, bác đòi chuyển khoản hết cho em nè. Nhưng mà sao bác ok 1-2 đặt thì em nể, bác cũng là người lớn thôi, bác có tuổi, bác đáng tuổi cha tuổi chú em thôi, nhưng mà bác làm như vậy mất uy tín em quá đó. Cảm thấy bác không có đáng để em nói nữa ha. Đơn hàng này bây giờ em xả lỗ cho các anh em nha. Em bán 1.200.000 nha anh em, không bao ship nha. 1.340.000 em không bao ship, em bán cho anh em ha. Anh có kéo, lấy cái kéo cắt cái thùng này qua cho em đó. Đây nè, cái kéo này. Anh cắt cái thùng này ra cho em, với em đang quay lỡ dở. Rồi bây giờ em cắt cái thùng này ra nha, rồi cho anh em xem đây là cái máy gì. Anh em bưng ký em bán sang tay cho anh em luôn. Em bán 1.200.000 thôi nha. Đặt hàng mà không nhận, gọi điện không nghe máy, điện thoại thì không bị hư, không lý nào mà gọi điện mà không nghe máy được. Rồi khui ra cho anh em xem, rồi anh em cảm thấy ok anh em lấy. Và anh em mua hàng của em thì anh em cảm thấy ok anh em mua, còn không ok không ưng ý thì anh em đừng có đặt nha. Đặt xong rồi em đóng hàng gửi hàng nó cực lắm anh em ơi. Lấy xăng qua con, lấy xăng đổ xăng vô coi nổ không? Nổ lại rồi ai lấy thì bán. Con này là máy là nổ nha anh em, máy đang nổ ngon lành luôn nha. Chẳng qua dàn áo nó ngoài hơi cũ thôi. Con này là tum rời nè, nòng 34 ly. Nhớt vô đó, bán đâu có mắc đâu anh em. 34 ly tum rời mà em bán có 1.300.000 thôi, mà đành lòng nào mà đặt hàng rồi bom hàng nữa. Tính ra là bác lớn tuổi mà bác làm ăn sao mà kỳ cục như vậy không biết. Em mong sao em đừng có gặp những khách hàng như vậy, em gặp quá nhiều rồi, em quá chán rồi. Bác Chanh nha, em sẽ lưu cái số điện thoại này bác danh sách đen ha, em sẽ đưa lên cộng đồng mạng cho mọi người, ai mà biết bác thì nên né bác ra, đừng có bán hàng cho bác nữa. Đấy, máy nè, khách em giật nè, khách em đi cưa nè, đó, giật có hai cái là nổ thôi nha anh em. Bây giờ đó. Quay. Này đang nó bơm keo nó quay á. Này đang bắn keo mà. Rồi anh lên ga coi nó quay không? Anh bóp ga coi. Anh bóp ga coi quay rồi, đang quay. Quay. Rồi ok nha anh em. Anh em nào lấy con này thì anh em lấy ha. Anh em bán xả cho anh em 1.200.000 nha anh em.
máy nồng 34 ly, máy này máy bãi nha anh em, hơi xấu xí ngoài thôi. Còn con này nè, hôm bữa em có báo nè, cái chụp giật này nó hư nè, em có làm lại cái chụp giật thôi nè, em có thay cái chụp giật mới cho anh em thôi nè, đó là nó dây giật là còn mới luôn nè đó. Rồi bác ấy đã coi kỹ, rất là kỹ video rồi, mà đặt hàng nở lòng nào bom hàng. Hơi hả mặt hơi thôi gì nữa. Rồi anh giật lại cái này nổ. Đấy, rồi anh tắt lên. Rồi anh giật lại đó. Đó, máy như vậy đó anh em, mà bom hàng đó anh em. Rồi ok. Quá chán. Bức xúc quá. Nè, anh Chanh nha. À, cái địa chỉ của anh đi nha. Đó, nó không xứng đáng để em bán hàng đâu. Cái số điện thoại này em sẽ lưu lại danh sách đen ha. Anh tốt nhất anh chặn cái số điện thoại lạ luôn đi. Em hồi nào về em nói rất là đơn giản thôi. Còn đặt hàng thì lấy, còn không đặt hàng thì thôi. Đừng có đặt hàng xong rồi gọi cả 50 cuộc. Bưu tá gọi người ta đi giao, đi giao cho anh này nè, đi giao 2-3 cây số nè, chạy vô đem chở cái cây máy có cỏ như vậy đó, 2-3 cây số đi vô đến nhà, gọi điện không nghe máy, mà có người trong nhà nha anh em, chứ không phải không có đâu nha. Biệt danh là chuyên bom hàng luôn, bưu tá nói luôn mà, bưu tá ở Đồng Tháp á, tội ảnh. Em cứ kêu anh cứ giao hai đơn hàng này cho ảnh được đi, em cho ảnh 100 ngàn. Rồi cuối cùng ảnh kêu thôi, đơn hàng này em bó tay với ổng rồi, em gọi không nghe máy, mà đến nhà mở cửa cũng có người ở nhà luôn, cũng không giao được luôn. Rồi ok, anh em mua liên hệ nha, em không nói nhiều được đâu anh em ơi, nói nhiều em mất công mang tội. Rồi, bye bye anh em nha.